tôi là bị cái vấn đề đó là bôi hóa đốt sống cổ do cái công việc văn phòng nhiều năm mà không có vận động đúng cách. Tôi đã từng luyện tập yoga nhưng cái vấn đề của tôi không giải quyết được. Tuy nhiên thì khi gặp chuyên gia, huấn luyện viên cho chúng tôi chương trình này thì tôi thấy rằng là tôi cần tìm vân vân. Đấy là một cái mà tôi cảm thấy rất là tuyệt vời, trước đây mà tôi không thể tìm được cái điều này. Và tôi tin tưởng đây là một cái giải pháp dành cho sức khỏe thật là hữu hiệu, bền vững. Và đặc biệt đó là giúp chúng tôi đạt được cái mục tiêu là giữ cân và giảm mỡ. Sau khi hoàn thành chương trình thử thách Body Key 60 ngày thì việc làm đầu tiên là em đã đi chia sẻ cái chương trình quản lý cân nặng này và đã thu hút được bạn em, người học cùng cấp 3 với em đã cũng tham gia cùng chương trình Body Key thử thách 60 ngày để có một vóc dáng giống như em. Một cái luyện tập khác đó là bơi lội và đạp xe. Nhưng chỉ dừng ở đó thôi thì cái vấn đề xương khớp của tôi không thể giải quyết được. Đây là một cơ hội để tôi tìm hiểu kỹ lưỡng hơn những cái sản phẩm thực phẩm bổ sung để giúp cho tôi cải thiện được bôi hóa đốt sống cổ, đó là protein, omega 3, canxi, vitamin C, double X. Lúc nào tôi cũng cảm thấy là cái cuộc sống của mình là rất là đáng sống. Và đặc biệt nữa là mọi người không bao giờ nghĩ rằng là cái tuổi của tôi có quay trở lại được cái vòng eo 63. Và chúng tôi hay nói vui là kết quả của chúng tôi còn muốn đến vòng eo 56 nữa, các bạn có muốn theo chúng tôi không? Và tất cả mọi người đều cười vui vẻ và tôi thấy đó là một điều hạnh phúc.